вот она сильный конкурент. Нас нельзя сравнивать. Почему? Мы очень разные. Чем вы отличаетесь? Объясните. Есть люди, да, я монстр. Bạn quen người đàn ông này không? Cậu ấy chính là vị thần giáng thế, quán quân của mùa thứ 14. Còn người phụ nữ này, chắc chắn bạn vẫn còn nhớ. Đây là cuộc thi có những con người bí ẩn nhất lịch sử. Người giành quán quân mùa 15 là Julia. Sự đụng mặt của hai vị quán quân này sẽ tạo ra màn pháo hoa thế nào đây? Đây là chương trình Người Thật Việc Thật ở Nga. Các nhà ngoại cảm đang điều tra. Ban tổ chức mời những tuyển thủ mạnh trong chương trình tới. Những con người tài giỏi này sẽ cùng nhau phá một vụ án phức tạp. Đây không chỉ là một thử thách, mà còn là một trận chiến. Họ sẽ bộc lộ tài năng ngoại cảm của mình và lấy đó để chứng minh bản thân. Địa điểm thử thách lần này là một bức thành cổ có lịch sử khá là lâu đời. Nơi đây thường bộc lộ những điểm dị thường. 10 năm trước, khi các công nhân đặt chân tới đây thì bị khung cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc. Trong cả bức thành toàn là những con rắn cằm vàng. Chúng bò sát vào nhau và phân bố khắp mọi nơi, nhìn vô cùng đáng sợ. Những con rắn đó phải chất đầy 20 chiếc xe loại nhỏ. Tiếp theo trong đó lại xuất hiện một lượng chuột lớn. Sau khi xử lý đám chuột xong, bức thành lại đón một vị khách không mời mà đến, một chú mèo đen báo hiệu điểm xấu. Bức thành liên tục chào đón những loài động vật đáng sợ, đồng thời không ngừng gây trở ngại cho con người tiến vào. Chiếc xe dừng ở sân xong không thể khởi động được nữa. Những người tới tham quan đột nhiên mất ý thức. Thậm chí khi chương trình tiến hành quay phim, chiếc máy quay cũng không ngừng xảy ra những vấn đề khó hiểu. Bức thành cổ không người luôn xuất hiện tiếng ai đó đang nói và tiếng bước chân. Đáng sợ hơn là có một đoạn vi thế này. Ребенок, кстати, смотрите, смотрите, направляет в эту камеру, и мы реально ее видим. Белое такое, как будто сгусток как энергии, но реально принимающее очертания девушки. Именно вот как силуэт такой белый. Lẽ nào luôn có vong hồn bất hưởng trong này? Một sự cố ngoài ý muốn xảy ra ở 3 năm trước, trở thành ngọn cỏ cứu sinh cuối cùng của người quản lý. Một đêm nọ, chiếc giếng khô trong thành đã sống lại, không ngừng có những âm thanh phát ra từ trong đó, còn cả tiếng móng tay cào vào tường nữa. Nhưng tới hôm sau, bức thành bỗng bốc cháy, tất cả các thiết bị bị cháy rụi. May là không có ai bị thương. Bất lực, người quản lý đành phải tới cầu cứu các nhà ngoại cảm, hy vọng họ có thể tận dụng nguồn năng lực siêu nhiên của mình để giải thích những bí mật ở khu thành này. Người đầu tiên là Alexander. Sau khi nghe nhiệm vụ xong, cậu đã nói một câu khiến mọi người kinh ngạc. Lẽ nào Alexander đã nhìn thấy vong hồn bất vượng trong bức thành? Alexander cầm tay người quản lý, hình như cậu đã biết được tất cả. Người phụ nữ này tên là Katia. Hôm nay cô ấy và mẹ tới đây để chụp ảnh. Chuyện là thế nào tôi cũng không hiểu, nhưng Katia rất bất ngờ khi nghe được điều đó. Никифор. Знаешь такого? Không ai biết Nick Ifor là ai cả. Hình như Alexander đã nhìn thấy một người rất quan trọng. Саша, ты чего плачешь? Это мой дедушка. Маша, он показывает нас. Кто такой Степа? Это мой сыночек. Anh ấy nhắc tới Stopa, đó là con trai tôi và nói tới mũi. Không lâu trước đây con trai tôi đã làm mũi tôi bị thương. Khi đang chơi trên sofa, cô gái không thể bình tĩnh ngay lập tức. Alexander vừa ra mặt đã khiến mọi người ngạc nhiên. Nhưng những người bị mất người thân ở đây đã làm phiền đến cảm giác của ông đồng. Представьте шипящее радио, которое ловит несколько радиостанций одновременно. Ну и вы знаете, а на тебя похож. Ты слышал его шаги? Безумное количество гулов каких-то. Мне было очень тяжело разобрать, что же здесь происходит. Постарайтесь не думать о своих мертвых. Вы если будете продолжать думать о мертвых, ничего не получится. Alexander đã nhìn thấy linh hồn của một cô gái. Cô gái chạy vào trong bức thành, lẽ nào cô ấy chính là chiếc bóng kỳ lạ trong camera? Cuộc linh hồn đó là ai? Quản lý ở đây đã kể ra một lịch sử đáng sợ. Vào mấy thế kỷ trước, có một người phụ nữ không tuân thủ đúng theo đạo đức, nên đã bị chủ nhân của bức thành đánh chết. Thậm chí cơ thể của cô còn bị nhét vào trong tường. Lẽ nào do linh hồn của cô không được yên nghỉ, nên cứ vất vưởng ở bức thành này? Alexander đã phủ nhận suy nghĩ này. Стойте на месте, она прям за вами стоит. Отойдите от нее все. Вы останетесь.
Linh hồn đó muốn gì ở người phụ nữ này chứ? Она говорит, что у неё был день рождения. Да. Она говорит, что вот ты её дочь. Угу. Рядом с ней мужчина в погонах. Да, да. Муж мой. Но он её отец. Ого. Это она говорит мне. Это женщина. А почему она так? А почему она я не знаю, ей лет 500, наверное, уже. Она владела способностями. Она была либо целитель, либо... Lúc này đột nhiên quản lý Bức Thành nhớ ra. Đúng là 500 năm trước có một cô gái sống ở đây. Thậm chí cô ấy đã chữa khỏi bệnh cho người dân địa phương. Nhưng cuối cùng chính cô lại chết vì căn bệnh đó. Vậy Alexander đã nhìn thấy cô ấy sao? Она очень была похожа на вас. Такие совпадения в плане того, что, Лен, расскажите, у этой девушки, которая вот 500 лет назад погибла, у нее отец был владельцем. И у Инны тоже отец у нее был владельцем. Hóa ra Ina là con gái của chủ nhân mới nhất của Bức Thành. Còn cô gái đã bị mất kia là con gái của chủ nhân trước đó. Lẽ nào giữa họ có mối liên kết gì sao? Саша, русые волосы, она показывает зеленые глаза. Ты была с ним здесь. Она тебя видела. Инна, вы понимаете, о чем? Да, я понимаю. Извините, я не буду объяснять. Я не могу. Он рассказал вещи, которые знаю только я, которые я не обсуждала никогда и ни с кем. Мне это... Ты играешь с огнем. Я занимался хорошо. Điều đó ngay cả người thân nhất của anh cũng không biết. Курить бросил? Кристинка, срочно бросай. Ты часто куда-то перемещаешься? Постоянно катаюсь, то есть мотаюсь по Европе. Ты любил кататься на велосипеде. В детстве просто был один велосипед, у меня его украли, больше не покупали. Все, что говорил Александр, все просто стопроцентное попадание. Сказал всю правду. Про всех нас, все в точку. Впечатлил, это ничего не сказать. На самом деле, как бы невозможно. Никто не знал это. Đột nhiên Alexander nói bí mật của từng người ra. Còn về giải thích thì anh chỉ là một người truyền đạt lại. Tất cả đều do linh hồn của cô gái kia nói với anh. Linh hồn đó đã trở thành người giữ cửa cho Bức Thành. Alexander đưa đoàn người tới chiếc động đáng sợ kia, rồi đi đến bên cạnh chiếc giếng khô. Тут что-то есть. Вот так, в этом колодце. Да. Что-то. Дайте, пожалуйста, мне мои вещи. Вещи Александра подайте. Мужчина стоит мертвым. А вот рядом с собой. Он на тебя показывает. То ли Григорий, то ли Геннадий. Это дедушка мой. Рак. Да. Где мои вещи? Alexander vừa thắp nến xong, thì trong hang xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ. Đột nhiên có mèo, thạch sừng, ốc sên xuất hiện. Những người ở đó đều cảm thấy vô cùng buồn nôn. Я не слышу его. Кого? Там еще один призрак. В колодце? Там. Что за призрак? А что с ним случилось? Я вообще не понимаю, кто это. Он стонет. Он застрял и что-то здесь. Я не понимаю вообще, кто это. Alexander không thể cảm nhận được thứ dưới đáy giếng. Anh bảo mọi người nhanh chóng rời khỏi đó. Thứ phải làm bây giờ là để Julia tới để kêu gọi linh hồn dưới đáy giếng lên. Đám người không thể bình tĩnh được nữa. Họ đang đợi sự góp mặt của Julia. Julia đến bên chiếc thành cổ quái dị. Liệu cô ấy có thể giải thích những bí mật ở đây không? Nữ phù thủy cho rằng muốn cô vạch trần bí mật nơi này thì phải cầm tay người có mối liên hệ gần nhất với Bức Thành. Cô đến ngay trước mặt con gái của chủ cũ Bức Thành. Nhìn qua thôi Julia cũng biết được nội tâm của cô ấy. Ты пережила предательство.
тебя предал родной человек. Это правда. Но ты простила его? Да. А кто нас предал? Муж. Бывший. А еще кто-то тебя обидел? Твой отец? Ты обижен его? Нет. Миша. Ты смотришь, Миш? Да. У него другая женщина. Это так. Вторая жена. Он тебя все равно любит. Bây giờ Julia đang nhìn sang người gần gũi nhất với bức thành. Вы так переживаете? Ну да. За это место? Да. Вам нужно за дочь свою переживать? Почему? Bỗng nhiên sắc mặt của người phụ nữ thay đổi hẳn. Đây là người thứ hai nhìn thấy thứ không tốt trên người con gái bà. Ну там же всегда все было сложно. Да, я знаю. Вы же знаете, что если что-то начинается плохо, то потом больше не будет. Да, знаю. Я об этом говорю. Ну, не то, что плохо, просто сложно. В семье? Да. Как тебя зовут? Никита. Ты здесь тоже работаешь, да? Да. Ничего необычного, особенно ты не видел. Скажем так, не замечал. У тебя сестра есть. Есть, младшая. Ну, она тоже любит фиолетовый, как я. Ну да, страсть такая есть у нее, фиолетовому цвету. На самом деле это цвет магии. Màn đọc suy nghĩ của Julia mới chỉ bắt đầu. Đột nhiên cô bị một mùi hoại tử thu hút. Cô đi ra ngoài bức thành, bóng tối không ảnh hưởng gì đến cô. Cô dẫn mọi người tới một con hồ. Rốt cuộc thứ gì đã dẫn cô tới đây? Смерть. Что? Здесь что? Смерть. О, господи. Знаете, что он про это? Погибли. Утонули. А, тонули, да. Мой брат тонул. Не только ваш брат. Здесь много людей утонуло. Господи. Здесь долгие века тонули люди. Давно? Очень давно. Здесь много было смертей. Это верно? Это правда. Здесь тонули люди. Hóa ra đây từng là con sông bảo vệ thành. Trong những trận đấu đổ máu đã có vô số xác chết được vứt ra sông. Здесь очень странные звуки, как будто крики. И еще двое погибли. Где-то там. Не так давно. Лет 10 назад, может. Да, да. И это тоже оказалось правдой. Разбились на машине. Машина перевернулась прямо в пруд. Все погибли. А вы с водой как-то связаны? Я? Нет, он. Я? Да, был связан. Я в море ходил. Вам нужно аккуратнее быть. Вы можете утонуть. И тонул. В море тонул. Но спасся. Đột nhiên Julia đi về phía vũng đầm lầy. Không ai biết được cô muốn làm gì. Còn Julia không nói không rằng cứ thế đi về bức thành. Trong đó, cô đã cảm nhận được năng lượng của người chết. Например, здесь, в этом доме, кто-то умер. Парень умер. Да, здесь умер молодой человек. Года 4 назад. 4 года назад. Серд? Нет. Он увидел то, что его испугал. Lời nói của cô khiến mọi người sợ hãi. Rốt cuộc cảnh tượng đáng sợ thế nào? Mà khiến cho một thanh niên sợ đến mức mất mạng. Trong bức thành đó chứa nguồn năng lượng đáng sợ đến mức nào? Mà phải cần đến cả hai nhà ngoại cảm phải cùng thực hiện nghi thức. Mọi nghi ngờ sẽ được giải đáp vào tập sau.